Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Điện Máy Cao Hiếu nhé. Tiếp tục series chia sẻ về phụ tùng thì hôm nay mình lại đóng hàng để gửi đi cho khách. Thì mình sẽ là chia sẻ cho mọi người thêm để tham khảo các cái mã phụ tùng của bên mình nhé. Ở đây là các cái đầu dao, à quên, các cái ốc đầu dao. Đấy, ốc này là ốc 8 13 và ren là ren 8. Dòng này rất là thông dụng này. Đây là bộ boe lọc gió 260, có thể gắn được cho các cái dòng máy nhật bãi khác, rất là thông dụng. Và này thì nó nhỏ gọn nhé, rất là nhỏ gọn. Đây là giũa này, giũa này thì là 4 ly đấy. Đây mình có cái chế hoa khí này. Chế hoa khí này thì được gắn cho máy bơm xăng 2 thì nhé. Máy bơm xăng 2 thì nó sử dụng cái dòng chế hoa khí này. Có sẵn cả bộ e lọc gió gắn liền với chế hoa khí luôn này. Tiếp theo thì ở đây mình sẽ có là cái tay lái. Tay lái này là tay lái bên phủ ở bên trái này. Đấy, tay lái phủ này. Bằng nhôm thì nó sẽ đỡ bị dị, han dị. Còn đây là tay lái mọ vịt. Tay lái này thì ở bên phải. Đấy, có gá bóp khá là nhẹ. Có công tắc tắt bật ở trên tay luôn thì nó thuận tiện khi mọi người tắt này. Đấy, tay lái mọ vịt này. Cũng cái thân này cũng bằng nhôm luôn nhá. Nhôm thì nó sẽ đỡ bị han dị sau này. Dùng nó sẽ bền hơn. Đấy. Còn đây là cái này là sợi cáp. Sợi ti cáp của cần mềm. Cái này sợi này nó dài 95 cm. Đấy, nó có dài 85 và 1 m nữa. Đấy, thì đây là sợi cáp ở trong ống cần mềm này. Đây là mình sẽ có cho mọi người, đây là cái cá bổ khởi động, bổ cá chó khởi động 260 bằng nhựa nhé. Cái cá của nó là cá nhựa, không phải là cá nhôm. Đấy, còn cái khung của nó là khung nhôm. Đây mình có cái bộ bạc xăng măng này. Bạc xăng măng này thì sẽ là của máy bơm nước, máy chạy xăng 152, động cơ xăng 152. Đầy đủ lắp bạc dầu và bạc hơi này. Đấy, máy xăng 152 này. Đây thì mình có bố côn này. Bố côn này là của 330. Bố côn này thì là mình cứ gọi là bố côn đỏ. Đấy, đóng túi gọn gàng đi nhé. Bố côn 330 lắp cho những cái dòng máy chuông lớn. Tiếp theo này thì mình sẽ có cho mọi người, đây là bô xả, bô lửa của máy cất cọ 260 này. Loại này thì có kem ốc rồi. Ở đây mình có bố côn của cưa 5002. Những cái dòng cưa Trung Quốc 5002 thì nó sẽ sử dụng cái bố côn này. Đấy. Đây là bô xả, bô lửa của máy cưa 365. Các cái dòng máy cưa thủy điện 365 nó sẽ sử dụng những cái bô xả này nhé. Ở bên dưới này thì mình có các cái mã đầu dao, đầu bò 289 khía. Dòng này là dòng mặt đen này. Mặt đen và nắp chụp trắng, là mặt cửa nắp chụp to. Đấy. Ống cần 28 tí 9 khía nhá, lắp cho những cái dòng máy GX35 phổ thông đấy. Ở dưới này nữa là sẽ là có típ mở bugi. Típ mở bugi này thì dòng này là hàng tốt nhá. Hàng này thì thở dùng mà dân dùng quá ok này. Đầu này của nó là một đầu là 13, một đầu 19. Đầu 19 thì vặn bugi, còn đầu 13 là vặn cái ốc đầu dao của máy ấy. Đấy, loại này thì mình có hai loại, một loại là đầu 17, 19 và một loại là đầu 13, 19 đây. Đấy. Hàng này rất là dày, dày và chắc chắn. Vặn thì không lo nó bị trườn hay là méo. Tiếp theo thì với cái đơn hàng này thì sẽ có ốp giật.
Ốp giật này là dòng ốp giật của máy GX35. Thành đây, ốp giật của nó là sẽ là cài này. GX35. Cái cao su màu đen này là cái cao su 3 lỗ lắp ở bình xăng Nhật bãi này. Xỏ 3 dây đấy, 2 dây, 1 dây hút, dây hồi và 1 dây là thông khí đấy. Thì sử dụng cái dòng cao su 3 lỗ này. Đấy, lâu ngày các cái cao su này nó ngấm xăng thì nó bị co lại thì nó hở xăng. Đấy, hoặc là nó nứt, nó rách thì mọi người thay cái này. Đây là các cái bạc ống cần. Bạc ống cần này thì nằm ở trong ống cần này. Cái này là lắp cho những cái ống cần 28. Ngoài ra thì mình có lắp cho ống cần 24 và 26 nữa. Đấy, một túi này 10 chiếc bạc ống cần. Các cái ốp giật này thì lắp được cho các cái dòng máy 330, 430, những cái dòng máy lớn. Đây, 4 chấu trở lực. Dòng này nó sử dụng là trở lực lò xo nhé. Đấy, 4 chấu này, trở lực. Đây, thì mình quay qua qua nhé. Mọi người xem tham khảo qua dần này. Ở đây là mình có cái bổ răng. Răng này là răng đủ bổ, tức là nó có các cái răng lốc này, răng nóng hơi này, xi lanh này, rồi răng bổ xả này. Đấy, của máy cưa 381, những cái dòng máy Esting 381 đây, máy cưa này. Đây thì có cước này. Cước thì mình có những cái dòng cước mắt, cước bao lưới này. Cước bao lưới này thì nó sẽ rất là dai, đánh rất là dai. Cước nó sắc mà dai. Đây, cho mọi người xem. Nó dai hơn là cái cước đóng theo cuộn cân nhé. Loại này thì là sẽ là 3 ly, vuông. Vuông 3 ly. Một cuộn này thì nó sẽ được tầm 100 mét. Đấy. Đây, cuộn này cũng thế, cũng 3 ly. Còn đây là cái đơn hàng này thì sẽ là chế hòa khí này. Chế hòa khí này là của 260. Đấy, hàng này là hàng Warm Roll 2 này, hộp xanh. Cái này mình trên video mình quay rất là nhiều rồi. Đấy, anh em thợ rất là ưa chuộng dòng này. Còn đây là dòng Knocker. Dòng Knocker này thì cũng là 260. Đấy. Đây mình sẽ mở cho mọi người xem cái dòng One Rope xanh này nhá. À, cái này mình nhầm, cái này là của máy GX35 nhá. Dòng này GX35 hàng One Rope xanh này. Tay nhựa. Đấy, tay nhựa nhá. Cái này là cái gài dây ga này bằng nhựa này, còn một loại là gài bằng sắt thì nó sẽ quay cái dây ga này vào trong. Và quay cái nút chỉnh ga căng ti này vào trong. Thì mình hay gọi là loại tay nhựa và tay sắt. Đấy. Đây là dòng GX35. Đấy, còn dòng 260 thì nó sẽ là như những cái dòng này, của Knocker này. Đây, đây là dòng chế 260 Knocker. Hàng này thì nó sẽ gắn được cho những dòng máy 2 thì, kể cả 4 thì mà người gắn nó vẫn vừa vẫn chảy. Nhưng mà nếu mà đảm bảo mọi người nên dùng cái dòng riêng biệt của nó kia. Đấy, còn đây là dòng máy 2 kỳ 260, gắn cho những dòng công suất 260, 330, lỗ hút tầm 10 ly nhá. Còn nếu mà lỗ hút to như kiểu 12 ly là dòng HU 143, 541 ấy, hoặc là lỗ hút to nữa là 14 thì nó sẽ là 14 ly thì nó sẽ sử dụng những dòng 430. Máy 430 công suất nòng 44 ly hoặc là 40 ly đấy. Đấy. Tiếp theo đây thì mình sẽ có là bộ dây đeo. Dây đeo này là dây đeo của cắt cỏ nhá. Dây đeo cắt cỏ này đẹp. Mỗi một túi này là 20 chiếc. Nó sẽ có đệm. Đấy. Có đệm đầy đủ luôn. Đây là cái ốp giật. Ốp giật này là của máy 152, máy xăng, động cơ 152. Ốp giật này thì mình sẽ có hai loại. Một loại là 6 lỗ này và một loại là 3 lỗ. Loại 3 lỗ thì nó sẽ, cái bề mặt này nó sẽ dày hơn.
Đấy, loại xóa lỗ này nó sẽ mỏng hơn. Mọi người có thể dùng cái loại 6 lỗ này để lắp được cho loại 3 lỗ thì mọi người kê thêm ốc để cho nó, hoặc là bắt cao bắt thấp và đều được. Đấy. Đấy thì video thì cũng khá là dài rồi thì mình quay qua một số các sản phẩm. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo để mình tư vấn cụ thể hơn nhé. Xin chào mọi người.